Xin chào toàn thể các bác nhé. Ngày hôm nay thì vừa về một chuyến hàng, nhưng mà lại có một số cái đơn mà hàng hoàn về, thì hôm nay em làm video là cho mấy cái ông này lên luôn. Nói chung là bán hàng thì cũng có hai mặt của nó. Đấy, gặp những cái khách không uy tín cho lắm thì cũng có thể bùng bất cứ lúc nào. Đây, em bỏ ra đây, em cho một cái hai cái đơn này em bóc ra cho anh. Đây là một cái con mà lúc đặt hàng thì anh em chắc chắn nhận các kiểu, nhưng mà khi mà đặt hàng xong rồi đấy, gọi điện cho không nghe. Có những ông là chưa cần thử hàng bảo hàng không đúng chất lượng, về nhà bóc ra vẫn nguyên si. Hôm nay em làm video cho hai ông này. Trước tiên thì con âm ly 5.66 Saiken của em. Con này là con hàng bãi. Đấy, lúc mà gửi hàng thì anh em là chắc chắn anh nhận cái kiểu đấy. Cuối cùng đây, người lớn cả rồi nhưng mà ý thức không bằng trẻ con. Thì ông này là ông nào đây? Ông Nguyễn Văn Thành này, ở Bình Phước. Đấy, Lê Văn Thành. Đâu? Lê Văn Thành có số điện thoại không nhỉ? Số điện thoại về trên đơn. Thôi, ở Bình Phước đây, ông này ở Bình Phước này. Ở huyện gì đấy? Xã An Khương à, huyện Hữu Quản này, Bình Phước này. Nói chung là hôm nay em làm một cái video cho mấy ông này, bởi vì nói chung là gửi hàng thì không thể nào tránh được hàng hoàn. Ví dụ như một ngày em rơi vào tầm 20 đến hơn 20 đơn thì chỉ 1-2 đơn bùng thì chuyện bình thường. Nhưng mà thỉnh thoảng em lại gặp mấy khách oái oăm như thế này thì em phải cho lên, bởi vì bùng bình thường không sao, nhưng mà đây bảo cọc nhưng mà ông không cọc. Đấy, bảo anh em chắc chắn nhận, anh uy tín các kiểu, cuối cùng uy tín đây. Nên là các bác cả mua hàng nhá. Đấy, còn chưa bóc ra tí gì này. Đấy, em đóng gói xốp kỹ lưỡng, chưa bóc ra tí gì này. Nên là các bác cả mua hàng nhé, đừng bảo em là sao mua sẽ không, sao lại phải cọc các kiểu thì không nhận hàng lại mất tiền. Đấy, không mất tiền đây, em về đây em mất cả tiền hoàn, cả tiền về, cả tiền đi đã mất mấy trăm nghìn rồi. Đấy, nên các bác phải thông cảm cho bên những cái bên bán hàng như bọn em. Gửi một cục kiện hàng đi có phải nhỏ đâu, muốn rơi vào tầm gần 20 cân bây giờ bùng về cái thì cũng phải mất tầm mấy trăm nghìn đúng không. Đấy, nên là cọc 100-200 nghìn nó không là cái vấn đề gì quá là to tác đối với các bác cả. Bên em còn mất công này, đóng gói này, mất công mang đi vận chuyển này. Đấy, mất công có thể là hàng về có thể bị vỡ hay là gì đấy. Rất là nhiều rủi ro, nên là các bác có thể là bỏ một chút thời gian ra, các bác cọc cho em 100-200 nghìn. Hoặc là bên em đang có chính sách là cọc chứng minh thư đấy. Các bác không muốn cọc tiền thì các bác có thể chụp hình ảnh chứng minh thư để lấy cái độ uy tín của bên em. Hàng gửi đi cực kỳ đẹp luôn, nhưng mà đến nơi lại không nhận. Đấy, thì móc ra cho các bác cùng xem, và các bác có thể tham khảo để tránh mặt cái ông này ra. Ông ở Bình Thuận có số điện thoại này, nhưng mà ở trên cái bìa giao hàng nhanh người ta lại không in, nên là thôi em cũng không lục lại nữa. Em chỉ làm video cho bác cùng biết là bên em gửi hàng ấy thì bên em gửi hàng rất là uy tín, nên là các bác mua hàng thì các bác cũng phải uy tín với bên em một chút. Đấy, nên là các bác nào mua hàng thì đừng bảo anh không cần phải cọc, đến nơi nhận hàng nhá. Đấy là cái lý do là bên em lúc nào cũng phải bắt cọc những cái hàng nặng như thế này. Một con 5.66 ra Ken, con này mà vận chuyển đến nơi nào đẹp như thế này thì các bác cũng phải chê rồi các bạn. Đấy, một con 5.66 ra Ken. Các bác nào muốn xử lý con này nhá, hoặc là xử con này nhá, liên hệ qua Zalo nhá, em cho các bác cái giá sập sàn luôn. Liên hệ qua Zalo, em có một con thôi, em không báo ở trên đây, báo trên đây xong rồi lại nhiễu mất hết các cái hàng của em. Hàng của em vẫn đang bán với giá rất là cao, rơi vào tầm 4.1, 4.2 cơ, nên là em không báo trên đây. Các bác cần thì liên hệ qua cho em, chắc chắn giảm rồi, bởi vì hàng bùng em về lúc nào em bán đi để cho đỡ đen, lấy cái vận đỏ ở ngày mới đúng không ạ. Một con của ông Lê Văn Thành đấy, bác nào mà gần nhà thì đến hỏi thăm giúp em. Vui thế thôi, nói chung là tiền cước này cũng chả có đáng bao nhiêu so với em cả. Nói chung là nó cũng chỉ rơi vào tầm 100-200 nghìn đúng không ạ. Nhưng mà nó đánh giá một con người. Đấy, đánh giá một con người đặt hàng nhào. Đấy, bên em thì vẫn là có chính sách đó là đến nơi được kiểm tra hàng, kết hàng ạ, vẫn là đúng cái đủ chế độ cái uy tín cho các bác. Đến nơi cứ bốc hàng kiểm tra, có khi là bên em vẫn còn cái chế độ đó là tháo toàn bộ ra cho kiểm tra luôn. Đấy, tháo toàn bộ kiểm tra. Nên là bác nào mua hàng, ví dụ như là súp này này, súp là bên em này, gửi hàng đi này, cực kỳ to luôn, cực kỳ nặng luôn. Đấy, bọc hàng này, súp bọc hàng các thứ rất là, mất rất là nhiều công đoạn và mất rất là nhiều tiền. Nên các bác cọc giúp em từ 200.000 đến 500.000. Đấy, được đảm bảo đến nơi bực bóc ra kiểm tra thoải mái, tại sao không cọc, đúng không? Đấy, một cái video để chia sẻ cái lý do mà tại sao mà các bác nên mua hàng, các bác nên cọc cho em một chút.
Kể cả mua không mua ở chỗ em hoặc là mua ở những cái đơn vị nào khác thì cũng phải lên cọc cho người ta một chút. Người ta bán hàng cho bác gửi hàng đi cả một kiện hàng cũng phải ít đâu. Còn cái đơn này từ bao giờ đấy không biết. Nói chung là bên em thì hàng bùng cũng rất là ít, nhưng mà số lượng bùng rất là ít, nhưng mà thỉnh thoảng em lên một số video cho bác cùng xem. Nguyễn Văn Hùng này ở Phú Thọ này, Phú Thọ này. Đấy, một ngày đơn đi rất là nhiều nhưng mà bùng số lượng ít này cũng tạm chấp nhận được. Nhưng mà làm cái lý do làm một cái video vui vui cho bác đấy, cho bác cùng tham khảo qua. Bác nào cần xử lý hai cái sản phẩm này, có đây có lưng tiếng IP300. IP300 chắc chắn là ngon rồi. Các bác nào cần quan tâm đến hai cái sản phẩm này liên hệ bên em nhé. Chỉ có hai con thôi, em sẽ để giá rẻ cho bác cái hàng bùng của khách. Không báo trên kênh, không ví dụ em bán con này con đang là 4 triệu mấy, em báo giá rẻ hơn rất là nhiều thì lúc ý thì các cái hàng kia của em lại không bán được nữa, nên là em sẽ không báo trên kênh. Các bác nào cần thì quan liên hệ qua Zalo cho em. Ok, và xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.